Chào các bạn, shop mình vừa làm xong chiếc xe Biggo Maxlay độ một cái bóng pha X10 đó. Cái tản nhiệt và cái quạt này đằng sau là màu đỏ nha các bạn. Hiện tại đang mở chế độ cốt ha. Mình làm xong thì mình sẽ gắn cái bóng cái mặt này vô chống bụi ha. Ok, chế độ cốt nè các bạn, cốt nè, độ sáng cực kỳ tốt, pha nè, ok tuyệt vời luôn. Thì mở tắt đèn nè các bạn, đó mình đang làm trong chung cư của khách hàng luôn ha. Rồi ok, mở code nè. Thì lúc trước thì vị khách này đã chơi một cái bóng XHB L8 ha, nhưng mà độ sáng nó cho ra không được tốt, tại vì nó chói, hơi chói thôi, nên vị khách này đổi lại cái bóng bóng X10. Ok ha, độ sáng nói chung là nó chống chói ha các bạn, nó nghe nè, cái là ok ha, không gây chói mắt người ta. Rồi chiếc này là chiếc Maxlay ABS luôn á, của Biggo ha. Đây cái địa chỉ cửa hàng mình ha, 234 đường Bình Long, quận Tân Phú ha. Bên mình thì cũng có cho lắp thử trong thời gian một tuần, các bạn không đồng ý với độ sáng đèn và chất lượng thì các bạn có thể quay qua đổi. Một là mình hoàn tiền lại, hai là mình sẽ các bạn đề nghị nâng cấp lên bóng đèn khác thì mình cũng sẽ nâng cấp lên cho các bạn bóng đèn khác nha. Ok, chế độ code nè, pha nè. Đó, mình đang test về cái độ sáng của cái bóng X10 nha. Độ sáng ra rất là chuẩn nha. Đó, mở code nè các bạn. Tắt đèn bắt xin. Ok, tắt đèn bắt xin, cực kỳ sướng luôn. Cực kỳ sướng luôn ha. Rồi ok, mình quay đằng sau cho các bạn xem. Bắt xin mạnh cái luôn em ơi. Bắt xin thì mạnh luôn. Đó, bắt xin nè các bạn. Rồi mở code ra nó có chói không? Mở code này. Đó, code thì rất là ok ha, không có chói. Không có chói. Rồi ok. Rồi được rồi. Các bạn nào làm xin liên hệ cửa hàng mình nha.